Nè, cậu có hồ sơ của cái tên Dông Ban không? À, dạ đây, em đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh ta là con trai rất hiếu thảo, cho tới khi bảy qua đời. Nhìn ngon ha, anh ăn ngon ghê á. Cái này là hình thức thôi. Chào anh. Anh cứ ăn đi. Anh à, nhìn qua cũng thấy rõ anh có vẻ nhiều tuổi hơn em ha. Em có thể gọi anh là anh không? Anh Dung Banh. Lại bày trò gì nữa đây? Để em kể cho anh nghe. Hôm qua em đã suýt chết trong một tai nạn. Sao anh không chết đi cho rồi? Thật sự thì em không thể tin được là mình vẫn ổn. Nhưng mà cái điều thậm chí còn khó tin hơn là em nhìn thấy được cái thứ gì đó. Em thấy được người chết. Em nghe nói là những người chết đi sống lại thỉnh thoảng sẽ có những triệu chứng như vậy xuất hiện liên tục. Em không biết là mắt hay là đầu mình có vấn đề. Đó, anh coi kia kìa, bên kia có một bà lão đang ngồi đủng đỉnh trên chiếc ghế ngồi nhìn chúng ta chăm chăm kìa. Ôi, thiệt tình, cái đồ khục. Bà lão ấy có một nốt ruồi lớn nằm ngay trên trán. Được rồi, đồng tử giãn ra, phải ném thêm bồi câu thôi. Ê, thôi anh đừng có bận tâm làm gì, chắc là mắt của em có vấn đề thôi. Dạ, bà nói gì? Bà muốn tôi nói điều đó thật sao? Bà ấy nói gì? Con trai, cô chừng nghẹn, con ăn thật chậm thôi và nhai kỹ vô nha. Được rồi, anh ta đã cắn câu, giờ đã tới lúc bắt tay vô gì. Ơi trời ơi, tự nhiên như thế này làm cho em lại nhớ tới bà của mình. Nhớ ngày xưa trước khi em trở thành cảnh sát, em cũng hay thường xuyên làm nhiều chuyện xấu lắm. Em đánh người ta và lừa gạt mọi người. Dẫu vậy nhưng mà cứ mỗi sáng bà nội em lại bước vô bếp nấu món canh đậu tương cho em. Rồi bà nhìn em bằng ánh mắt thật trìu mến. Với bàn tay thô ráp của bà xoa đầu em như thế này nè. Anh biết bà nói gì với em khi đó không? Còn phải sống lương thiện nha. Nhất định phải thế đó nha. Bà em vừa khóc vừa nói những lời như vậy. Nhờ vậy cho nên mà bây giờ em đã sống tử tế hơn. Còn trở thành cảnh sát nữa. Để bà không phải khóc vì em nữa. Em vẫn luôn tin anh. Nhìn tướng mặt thì anh là một người rất là trung thực. Anh đã nói không biết thì thực sự là anh không biết. Nhưng mà... Ôi trời ơi, bà thôi khóc đi được không hả? Hả? Bà đừng khóc nữa được không? Đừng có la mẹ tôi nữa. Anh nói gì? Em biết rồi. Do bà ấy cứ khóc hoài không ngừng mà. Biết là anh rất trọng chữ nghĩa rồi. Nhưng mà là chúng ta đừng để cho mẹ của anh khóc nữa nha. Đừng khóc nữa mà bác ơi. Anh nói bà ấy đừng có khóc nữa mà. Bác đừng khóc nữa. Đông Bán ra đây rồi. Nhìn anh ta kìa, sống tự do tự đại ghê ha. Anh ta đã bắt taxi. Chúng ta di chuyển đi thôi. Đi theo anh ta đi. Chúng ta sẽ không đi theo lời khai của anh ta, để đi bắt bằng đảng trên đang sao? Anh có nghĩ đồng bàn sẽ cắn câu không? Anh ta đang sử dụng điện thoại kìa. Đưa tôi bản sao điện thoại của anh ta. Dạ đây. Nè. Đây là cách nghe lén có đúng gì không? Dạ. Cảnh sát mà nghe lén là hành vi phạm pháp đó. Nhưng sao nó lại khiến em hưng phấn dữ vậy ta? Nếu mà cậu không làm cảnh sát nữa thì làm cộng sự của tôi đi. Chúng ta đang là cộng sự mà. Ừ đúng rồi. Ý tôi là vậy. À, được rồi đó. Đại ca, anh không sao chứ? Cậu nghĩ anh là ai vậy hả? Anh đây là Dông Ban. Tôi đi vắng có mấy ngày mà quán đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. Chọn nhanh lên đi, nhìn cái gì? Em xin lỗi đại ca, em còn lo một chút chuyện, em sẽ về sớm thôi mà. Khỏi về luôn đi thằng nhãi. Ơi thiệt tình à. Mà chờ chút. Nói với băng đảng chân đang anh xin lỗi nha. Ý anh là sao? Nói chung là như vậy. Mà chuyện sao rồi? Dạ anh theo những gì em nghe được, có một người rất giỏi trong việc dùng dao đã tới Hàn Quốc cách đây vài tháng. Họ nói là anh ta dùng dao rất là điêu luyện.
tôi không nói gì về việc bằng lưỡi dao. Như những gì anh mới nói, hắn ta đã đâm vào dặn lưỡi dao. Tin đó lại. Nếu vậy thì anh ta có biết đâm rồi dặn đầu lưỡi dao không? Nếu anh ta giỏi dùng dao thì chắc chắn sẽ đâm, dặn và làm mấy thứ tương tự. À mà Rocky à, cậu phải tìm hiểu kỹ về hắn ta cho tôi, nhớ chưa? Dạ đại ca, em biết rồi. Chuẩn bài. Dạ. Nhờ cái miệng của đồng bang, chắc chắn chúng ta sẽ sớm có thêm thông tin. Đúng là vậy đó. Tôi sẽ sớm xóa bỏ được tội danh. Nhưng mà chúng ta không báo cáo cho đội trưởng mà đã làm như vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận lôi đình đó. Ấy, làm sao đây? Em nghĩ chắc anh ấy đã phát hiện ra rồi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Alo. Ê, trời đông tắc, cậu đã làm cái gì vậy hả? Dạ, tôi đang thi hành công vụ thôi mà. Tại sao bắt tôi giết cái này chứ? Được rồi. Cái tên cảnh sát thối nát này, ý tôi là tôi đã nhảy bổ vào cô sao? Cũng không hẳn là nhảy bổ, nhưng mà cũng gần như vậy. Cái gì vậy nè? Tại sao cảnh sát cha lại nằm trong chăn của tôi mà ngủ? Ông Duyên Sông đang làm cái gì trong này vậy hả? Đây là đồn cảnh sát kia mà hả? Cái chăn đó cũng là của đồn cảnh sát mà. Cái chăn này là phòng của phóng viên ở mà. Chuyện này không phải như vậy. Phòng nghỉ cho cảnh sát hiện giờ đang sửa chữa cho nên tôi mới ngủ ở đây. Mà tôi ở đây trước mà. Cái gì chứ? Vậy ý của anh là tôi đã nhảy vào đây ngủ với anh sao? Đúng đắn nói vậy bà mà. Chân của cô đã giác lên người của tôi đó. Tại sao lại chạm vô chân tôi? Trời ơi. À nè, cái đồ mặt dày. Ủa, ý anh là gì? Anh cũng không nhớ chuyện này sao? Không phải, cô đã nói vậy thì nói là vậy đi chứ. Lời của người con gái xinh đẹp nói luôn là chân lý mà. Ôi trời ơi, cái tên này. Quá ra anh ta là người sống thoải mái tới vậy đó. Nhưng mà nè, cho tôi hỏi có cái gì tồi tệ hơn xảy ra hay không? Ví dụ như là đi thêm một bước nào nữa đó. Đi thêm bước nữa là cái gì chứ hả? Thiệt tình. Ra là không có gì quá trớn. Nếu vậy thì may quá. Nói tóm lại, tôi sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng đâu. Nếu anh muốn tôi hủy bỏ kiện cáo thì anh nên thỏa thuận với tôi. Anh phải kể tôi nghe về báo cáo chi tiết của vụ án, như kết quả điều tra, quá trình bắt giữ, xét nghiệm di truyền của vụ án xảy ra. Quyết định như vậy đi. Anh nói thật chứ? Ừ. Đó cũng không phải là một vấn đề gì lớn. Lúc nào cũng được. À, quá ra cái tên này khá chảnh phải không? Nghe như có vẻ anh đang nói về người khác phải không? À, ý tôi là tôi của bây giờ với tôi của ngày hôm qua có một chút khác. À. Tôi mong là cô biết về điều đó thôi mà. Đàn ông nếu như có thay đổi thì cũng là điều tốt thôi. À, nếu vậy thì tôi sẽ đảm bảo giữ khoảng cách để không làm gián đoạn công việc của anh và các bài báo. Không, cô đang nói cái gì vậy? Tôi không biết là mình sẽ ở trong thân xác này thêm bao lâu nữa. Nhưng mà phóng viên xong nè, cô cứ dính chặt ở bên cạnh tôi như thế này đi. Tôi rất giỏi trong việc bảo vệ các cô gái xinh đẹp đó. Tại sao cô lại muốn đưa tin tức về vấn đề xã hội vậy? Cô xong của tôi không thấy sợ cảnh sát đáng sợ sao? Không phải chỉ người xấu mới sợ cảnh sát thôi hả? Giống dĩ phụ nữ Hàn Quốc rất dũng cảm mà. Đặc biệt là những phóng viên tin tức xã hội. Hey, đâu phải đâu, đàn ông không thích những con gái dũng cảm đâu. Họ thường thích những con gái nhút nhát. Ôi trời, anh ơi. Những kiểu con gái như vậy rất là được phái mạnh yêu thích đó. Những kiểu phụ nữ hay nói là ôi trời ơi anh ơi, là kiểu rất dễ bị ghét đó. Thiệt tình, đó là những lời mà các cô gái không hiểu gì về đàn ông hay nói. Sao anh nãy giờ cứ nói trống không với tôi vậy? Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó với Song bằng khuôn mặt này. Tại sao anh cứ gọi tôi là Song của anh hoài vậy? Tên của cô là Song cho nên tôi gọi vậy chứ sao. Gọi vậy có gì lạ đâu. Cô muốn tôi gọi cô như thế nào đây? Nếu mà được thì tôi muốn gọi cô bằng một cái tên đặc biệt mà chỉ mình tôi mới có thể gọi như vậy. Một cái tên ngọt ngào và dễ thương. Ôi trời, sao anh lại nháy mắt với tôi chứ? Ôi trời ơi, ai bắt cô nhìn xinh xắn đáng yêu như vậy chứ? Tôi không thể ngăn mình nháy mắt với cô đâu. Anh có mối quan tâm đặc biệt với tôi sao? Đâu có đâu. Cô nghĩ là đàn ông đi cạnh cô đều quan tâm tới cô sao? Nếu anh không quan tâm thì đừng có như vậy. Nếu tôi quan tâm thì sao? Kể cả vậy tôi cũng không thích. Trước giờ tôi không ưa gì cảnh sát. Ủa, tại sao cô lại không thích cảnh sát? Tại sao mình lại tức giận vậy? Hả? Ủa, gì vậy trời? Một cảnh sát mà tôi biết trước đây là một kẻ chuyên đi nói dối nên tôi không ưa cảnh sát. Vậy được chưa?
Ồ, hóa ra là cô không thích những người hay nói dối, có đúng không? Ừ, vậy thì chắc cô cũng không ưa mấy người lừa đảo vì họ giỏi nói dối. Mấy kẻ lừa đảo tôi ghét không cần lý do. Cô không ưa ai hơn, cảnh sát hay mấy kẻ lừa đảo? Cô trả lời nhanh lên đi. Nhanh lên, nói là cô ấy ghét cảnh sát hơn đi. Nói cảnh sát đi. Kẻ lừa đảo. Lừa đảo thì cũng có nhiều loại mà, có đúng không? Có những kẻ họ không lừa gạt người bệnh, người nghèo với người tốt. Những người này nói sao ta? Họ là những kẻ lừa đảo nhưng mà chỉ lừa những kẻ thực sự xấu xa mà thôi. Chung quy lại thì họ cũng đi lừa người ta thôi. Không đâu, đó chỉ là những kẻ lừa đảo thông thường thôi mà. Lừa đảo thực sự phải như thế này: cô mua một gói bánh bự mà lúc bắt ra thì bên trong chỉ dụng thôi. Hoặc là khi thấy một cô gái từ sau rất đẹp nhưng nhìn vào khuôn mặt thì cảm thấy bị phản bội, đó mới thực sự là lừa đảo. Sao mà cô nhìn chằm chằm tôi như vậy chứ? Cô không khiến tôi cảm thấy bị phản bội đâu. Ta ngạc nhiên 3 lần trong một ngày thôi nha. Tôi rất vui khi được gặp lại cô như thế này. Đến nhà tôi rồi. Ồ, vậy đây là nhà cô à? Được rồi, tôi đã biết nhà của cô. Hôm nay đến đây thôi. Vậy thì may quá. Tôi còn đang sợ anh muốn đòi vào nhà tôi ăn mì nữa đó. Tôi ghét ăn mì lắm vì tôi ở trong trại trẻ một cô hồi nhỏ toàn ăn mì. À, nhưng mà tôi rất thích ăn cơm nha. Lần sau làm cho tôi một bữa cơm thịnh soạn đó, có được không? Tôi xin bữa cơm thôi mà cô làm gì ngạc nhiên quá vậy? Cô làm trái tim tôi rung động rồi đó. Và tôi cũng có một tên tội phạm mà tôi muốn bắt hơn bất kỳ ai khác trong cuộc đời của mình. Tại sao cô lại ngạc nhiên vậy? Giống như vừa bị bắt quả tang đang nhìn lén bóng lưng của tôi vậy. Làm gì có chứ, tôi đâu có nhìn đâu. Chúng ta chỉ nên ngạc nhiên 3 lần trong một ngày thôi, có biết chưa? Tôi tự hỏi là cô có biết rằng là cô trông rất là xinh đẹp khi mà cô ngạc nhiên hay không hả? Tôi đang nói rằng cô đang can thiệp vào công việc của tôi rồi đó. Cô Bông. Hả? Anh Sô Chan hả? Hả? Là cảnh sát.